Người bị đột quỵ não thường có 4 thói quen này. Ai mắc phải dù chỉ một thì cũng nên từ bỏ sớm. Thứ nhất là ngồi nhiều xem TV hàng giờ. Việc bạn thường xuyên ngồi nhiều và xem TV thường xuyên, nếu bạn thích nằm dài trên ghế sofa để xem phim thường xuyên hoặc ngồi làm việc tại chỗ 8 tiếng một ngày, bạn nên xem xét lại cái thói quen này, chắc chắn cơ thể ở trong trạng thái mệt mỏi và trì trệ. Chưa kể cái thói quen này còn gây ra hàng loạt những cái vấn đề xấu cho sức khỏe như là béo phì, cao huyết áp, tiểu đường. Và đây chính là cái căn nguyên hình thành cơn đột quỵ trong tương lai. Hoạt động thể chất làm giảm đáng kể cái nguy cơ bị đột quỵ khi kết hợp với các yếu tố sống tích cực khác. Nó tốt cho tim và quá trình tuần hoàn máu nói chung cũng như não của bạn. Khi bạn không tập thể dục thì bạn có nhiều khả năng tăng cân và ăn uống ít lành mạnh hơn. Tất cả những điều này thì có thể làm tăng cái nguy cơ đột quỵ của bạn. Thứ hai là uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá. Các nghiên cứu chỉ ra rằng là khi uống rượu bia quá nhiều và thường xuyên thì chúng ta có thể đối diện với các tình trạng như là tăng huyết áp và có nguy cơ bị xuất huyết não. Nghiện thuốc lá thì không chỉ làm hỏng lá phổi mà còn giúp đẩy cao cái nồng độ cholesterol trong cơ thể, tăng cái nguy cơ hình thành máu đông. Thứ ba là thói quen ăn uống không lành mạnh. Việc bạn ăn quá nhiều đồ ăn không lành mạnh như là muối, đường, dầu mỡ dễ làm tăng huyết áp, gây ra chảy máu não do động mạch bị vỡ ra. Chúng ta không cần thiết phải cắt bỏ hoàn toàn loại gia vị này trong bữa ăn mà hãy tập thói quen thưởng thức các món ăn nhạt hơn, sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Thứ tư là tắm lúc mới đi nắng hoặc là tắm quá khuya. Khi nhiệt độ cơ thể đang ở nền nhiệt cao, các lỗ chân lông nở rộng để bài tiết mồ hôi mà lại tiếp xúc đột ngột với nước lạnh thì sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể giảm xuống nhanh, các vi mạch và nang lông lập tức co lại và ngăn chặn cái quá trình lưu thông máu, gây ra cái hiện tượng cảm lạnh làm rối loạn nhịp đập của tim và có thể hình thành cái cơn đột quỵ. Vì vậy khi đi ngoài nắng về hoặc tắm quá khuya khi mà nhiệt độ giảm xuống thấp, đặc biệt là về mùa đông, dù chúng ta có sử dụng nước nóng thì cũng vẫn có thể gây co mạch và làm gây giãn mạch và làm tụt huyết áp. Hãy follow kênh của bác sĩ Dung để có thể đón xem các video khác về sức khỏe các bạn nhé.